và cũng là một chiến binh của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh. Thì nay hỏi về cái những người lính đã cầm súng trong chế độ của Ngụy Quyền, thì giải thích về lính như thế này. Thì trước tiên tôi xin dẫn lời của Lenin đã nói thế này: ở đâu có đế quốc là nơi đó có tay sai, điều đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. Và đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh miền Nam lúc đó, những người có truyền thống cách mạng hoặc hiểu giác ngộ được cách mạng thì mới rời cuộc sống gia đình ra để tham gia kháng chiến. Tham gia kháng chiến thì chắc chắn là xác định chỉ có hai con đường: một là chết, hai là tù đày. Vì đó là theo ý lý tưởng lựa chọn. Nhưng có những người sống chế độ cũ, họ cũng muốn tham gia đi kháng chiến lắm, nhưng có những người họ sợ khổ. Họ biết rằng khi ra bưng ra biển kháng chiến là sẽ chịu gì gian khổ. Mà trong bối cảnh của tôi lúc đó, thì trong cái tình hình chiến sự miền Nam lúc đó, rất nhiều bạn bè đồng lứa với tôi, hoặc là trên tôi, hoặc là dưới tuổi tôi một chút, cũng đã từng đi lính Cộng Hòa rất nhiều. Có những người đi sĩ quan có những người đi đủ binh chủng có. Thì đặc biệt ở lính Cộng Hòa hồi xưa thì tất cả đều ta chúng ta tôi đều coi là những nạn nhân của chiến tranh, những nạn nhân của con buôn chiến tranh và những nạn nhân của kẻ trục lợi chiến tranh nhiều hơn. Trên đa số là những anh em mà đi lính Việt Nam Cộng Hòa trước kia đều đa số hầu như bị bắt buộc. Trên nói về lý tưởng thì họ làm sao có lý tưởng, không có lý tưởng được, bị bắt buộc. Và đi lính Cộng Hòa nó có nhiều cái ưu đãi, được lãnh lương vợ, lương con, rồi được bố trí khu giam ở, đó là nhờ sự viện trợ của Mỹ rất là nhiều. Đó. Hoặc là chọn các lính binh chủng làm gì? Có những anh đó là chọn đi những binh chủng như nhảy dù, biệt động quân, đấy, hoặc những binh chủng đặc biệt để làm gì? Để hưởng lương cao hơn, để nuôi gia đình. Cái thứ nhất, cái thứ hai, tình nguyện lính thì được quyền chọn binh chủng, không bị thuyên chuyển những binh chủng mình không thích. Còn nếu để quân dịch đó, đợi đến tuổi quân dịch chúng bắt đi lính thì bắt buộc chúng bổ sung đâu phải chịu đó. Chúng đi đưa đi vùng nào phải chịu vùng đó. Cho nên cũng phải hiểu rằng một số binh chủng đặc biệt như thủy quân lục chiến, biệt động quân, hoặc biệt kích dù, hoặc biệt kích 81 đấy, hoặc thủy quân lục chiến, thì những anh mà gọi là lính tình nguyện thì được chọn binh chủng. Đấy, cho nên nó có một cái ưu đãi khác như thế, cho nên nó mới có cái từ là quân binh, binh chủng là chỗ đó. Còn là nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa trước kia thì phải có một điều rằng mình cũng hết sức thông cảm ở mấy chỗ là đa số là bị ép buộc. Mà sau hòa bình thống nhất bây giờ, tại sao từ sau hòa bình tới giờ, thì tôi dẫn chứng một cái câu nói của bạn quốc tế nói với ta thế này: khi vừa giải phóng miền Nam Việt Nam, tan rã ngũ tại chỗ hàng triệu quân, kể cả viên chức ngụy quân ngụy quyền rất là nhiều. Thì nước ngoài có hỏi ta thế này: các anh chiếm được, các anh có giữ được hay không? Thì chính phủ đã trả lời thế này, trả lời bạn bè quốc tế: các anh yên tâm, nhân dân Việt Nam chúng tôi ngao ngán chiến tranh lắm rồi, mà nhất là những người đã cầm súng cho tay sai, cho đế quốc. Họ chỉ cầm một cách áp buộc, họ rất mong muốn hòa bình để họ trở về cuộc sống bình thường như người dân để được an toàn sống, chứ đa số họ không muốn lao vào cái cuộc chết với. Nguyên nhân đó, sau giải phóng tan rã hàng triệu quân tại chỗ nhưng vẫn ổn định tình hình chính trị an ninh lại chỗ đó. Chỉ cá biệt một vài nhóm, một vài cá nhân nào đó là có mang một cái hận thù với chế độ, với lâu dài, thì họ có những cái là hoạt động phá hoại, nhưng tất cả đều không qua mắt được quần chúng nhân dân. Ví dụ như tôi có một anh bạn mà tôi nhớ bữa trước cái tôi đã nhắc rồi, có một cái kỷ niệm, tức anh em chơi nhau rất thân lắm. Trước khi tôi chuẩn bị ra chiến khu,
Thì hai anh em có nói chuyện với nhau. Thì anh ta nói một câu mà hơn 50 năm tôi vẫn nhớ. Anh ơi, mai mày ra chiến khu, rồi đây tao cũng phải đi linh dụ. Vì trong bối cảnh chiến tranh lúc đó là phải như vậy rồi, không có gì khác hơn. Và hiện bây giờ anh ta, tôi mới được tin liên lạc gia đình chứ chưa liên lạc trực tiếp với anh ta, là hiện giờ nói anh ta hiện giờ cũng đang định cư ở Hoa Kỳ. Cho nên phải nhận xét cho nó công bằng. Ví dụ như có một anh bạn tôi sau khi giải phóng về, tôi hỏi anh ta là trung úy của bộ binh của ngụy quân. Tôi hỏi tại sao mày có bằng tú tài mà không đi sĩ quan Đà Lạt để rồi được thăng cấp nhanh hơn hoặc được lương cao hơn. Thì anh ta nói thế này: tao chỉ muốn là đi sĩ quan Thủ Đức để phục vụ thời gian xin giải ngũ được, chứ tao đâu muốn cầm súng đâu. Còn nếu chọn đi sĩ quan Đà Lạt, tất nhiên là phải chọn con đường binh nghiệp mà phải chọn súng máy. Cho nên phân tích ra cho rõ thì chúng ta phải rất thông cảm. Cái này tôi không có thể đồng tình với cái bọn bọn từng khát máu với dân dân, nhưng chúng ta phải phân biệt rõ ràng một cái bọn khát máu với nhân dân, một cái bọn ác ôn, gọi là ác ôn thì nó khác, còn một số đa số đều là những nông dân hoặc những người dân nghèo bị xua đẩy vào lính. Thế chú này, những cái thằng mà gọi là thằng ác ôn ấy, như